ngày 16 tháng 4 năm 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Phú Nhuận ra quân tuyên truyền xử lý học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn. Tại giao lộ Hoàng Minh Giám, Bùi Văn Thêm, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông như điều khiển xe máy không giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Tương tự, em Cây, sinh năm 2006, cũng điều khiển xe máy có dung tích trên 50cc. Em cho biết, do ba mẹ bận công việc, nếu phụ thuộc vào ba mẹ, em sẽ bị trễ học. Mấy hôm nay em có lịch thi nên tự đi xe máy để chủ động thời gian. Em đã được nhà trường tuyên truyền về luật giao thông nhưng hôm nay em bất đắc dĩ tự chạy xe đến trường. Em U, sinh năm 2004, học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Phú Nhuận được mời vào chốt kiểm tra. Tại đây, em không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe theo quy định. Em U cho biết, em biết việc điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe là sai. Tuy nhiên, vì nhà không quá xa trường, em di chuyển bằng xe máy thuận tiện nên sử dụng, em hứa sẽ không vi phạm các lỗi này nữa. Hạ Văn Tâm, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Tường bắt giữ về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Tại khu vực chăn nuôi của Hạ Văn Tâm, công an huyện Vĩnh Tường kiểm tra, phát hiện ba cá thể TT còn sống. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Hạ Văn Tâm, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Tường phát hiện, thu giữ trong tủ đông lạnh tại đây có một cá thể TT và bốn cá thể trắng hổ mang chúa đã chết. Sau khi giám định, ba cá thể TT còn sống được công an huyện bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã. Một cá thể TT và bốn cá thể trắng hổ mang chúa đã chết bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam bảo quản theo quy định. Vào trưa ngày 16 tháng 4 năm 2024, một đám cháy lớn xảy ra bên trong bãi rác Hòa Phú, tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ làm khói đen bốc lên cao hàng trăm mét. Người dân khu vực bãi rác Hòa Phú có phát hiện khói bốc lên từ bên trong bãi rác. Tuy nhiên, khói ngày càng nhiều khả năng cháy lớn nên người dân đã gọi đến lực lượng 114 nhờ hỗ trợ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều 4 xe cùng 27 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Mặc dù lực lượng đã dùng máy công suất lớn phun nước vào khu vực phát sinh cháy, tuy nhiên trong rác có chứa nhiều bịch ni lông chất dễ cháy, cộng với thời tiết hanh khô nắng nóng đã làm lửa bén cháy lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn tích cực xử lý không để cháy lan sang những khu vực khác bên trong bãi rác. Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Công an thành phố Buôn Ma thuộc tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên cướp hơn 200 tờ vé số của một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn. Tối ngày 14 tháng 4, bà Nguyễn Thị Cúc, 66 tuổi trú tại phường Tân Tiến thành phố Buôn Ma thuộc, đi bán vé số trên địa bàn phường Thống Nhất. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, khi bà Cúc tới hẻm 185 đường Phan Bội Châu, thì một nam thanh niên đi xe máy đến và ngỏ ý cho bà đi nhờ xe. Tuy nhiên, bà Cúc cảm ơn và từ chối vì đã về gần đến nhà. Sau đó, thanh niên đi được một đoạn thì quay lại hỏi mua 4 tờ vé số. Khi bà Cúc vừa đưa cọc vé số ra thì bị thanh niên giật lấy khoảng 200 tờ vé số truyền thống và 10 tờ vé số Vietlott với trị giá khoảng 2 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã đưa bà Cúc đến công an phường trình báo. Hoàn cảnh bà Cúc rất khó khăn, bản thân bà bị bệnh ban đỏ mấy chục năm nay nên sức khỏe suy yếu và còn phải chăm sóc anh trai 68 tuổi bị tai biến. Thu nhập mỗi ngày của bà Cúc khoảng 100.000 đồng từ việc bán vé số. Sau khi biết hoàn cảnh của bà, một số mạnh thường quân đã tìm đến ủng hộ để động viên tinh thần. Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Hoàng Khương Duy, sinh năm 1999 để điều tra về vụ cướp xe taxi tại phố Trần Quý Cáp vào đêm ngày 14 tháng 4. Sự việc diễn ra sau khi Duy uống bia rượu tại một quán bar ở phố Yên Phụ và sau đó gọi một chiếc taxi. Trên đường từ Yên Phụ về trường tiểu học Huy Văn, Duy và tài xế đã xảy ra mâu thuẫn do anh tin đi đường không đồng ý của Duy. Duy đã tấn công tài xế bằng cách đấm và ghi cổ khiến tài xế phải nhảy ra khỏi xe và truy hô. Duy sau đó đã lên lái chiếc xe và tẩu thoát, gây ra va chạm với các phương tiện khác và khiến người tham gia giao thông ngã ra đường. Thì tài xế bị tấn công đã đến cơ quan công an quận Đống Đa để trình báo sự việc. Công an quận Đống Đa đã tức thì triển khai lực lượng điều tra để truy bắt Duy. Sáng ngày 15 tháng 4, Duy đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện công an quận Đống Đa đang tiến hành củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Hứa hẹn lo cho bị can, bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí là chỉ xử phạt hành chính. Để tạo lòng tin với bị hại, Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa, sự kiện. Bước đầu, công an xác định thời gian qua, Thủy cùng một số người đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 4 năm 2024, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cho biết, bắt tạm giam Trần Thị Thủy, 44 tuổi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Thủy xin liên kết với một số công ty luật sư làm chức danh giám đốc truyền thông, phó trưởng chi nhánh để tuyên truyền hình ảnh cho các văn phòng luật,
Thủy thông tin với một số người rằng Thủy có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước. Công an phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của người dân có đối tượng chạy xe ô tô có dấu hiệu giả danh công an. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 trang phục công an nhân dân, 3 biển số nền xanh và 1 biển số nền trắng, 1 tờ giấy in logo và chữ bộ công an, 1 băng màu đỏ có chữ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân, 1 bộ đèn ưu tiên cùng nhiều tang vật khác. Đối tượng khai tên Nguyễn Lê Ngọc Thi, sinh năm 2002, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Các tang vật trên Thi mua trên mạng, mục đích sử dụng để ra oai với mọi người. Sau khi thuê xe ô tô, Thi thuê tài xế và nói mình là công an và vào các tiệm sửa xe để thay biển số. Được biết, trước đó Thi cũng bị công an xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Quốc Nam, sinh năm 1984, ngụ ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp ngư trường để đánh bắt thủy hải sản thuộc vùng biển Cà Mau, Huỳnh Quốc Nam đã xảy ra mâu thuẫn với ông Lê Thanh Toàn, nên Nam đã điều khiển tàu cá của mình đâm vào tàu cá của ông Toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Căn cứ tính chất vụ án, hành vi phạm tội, hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Quốc Nam 4 năm tù giam và bồi thường các chi phí khác theo quy định của pháp luật. Ngư dân Hoàng Minh Nhân, 26 tuổi, ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hiện tại sức khỏe anh đã tạm ổn sau 38 giờ đồng hồ bơi giữa biển lạnh sau khi sóng đánh lật thúng câu mực. Ngư dân trẻ Hoàng Minh Nhân kể về chuyến biển kinh hoàng ngày 25 tháng 2, tức 16 tháng Giêng. Hai cha con cùng 40 bạn tàu đi trên tàu câu mực của một chủ tàu ở tại địa phương bắt đầu xuất bến. 4 ngày sau tàu tới ngư trường. Công việc của ngư dân tàu câu mực bắt đầu từ chiều tối đến sáng hôm sau, mỗi người ở trên một chiếc thúng câu suốt đêm. 16 giờ ngày 3 tháng 3, cả thảy 42 chiếc thúng được thả xuống biển, mỗi ngư dân trên một thúng câu mực. Đến khoảng 21 giờ bỗng nhiên một cơn sóng lớn dội lật úp chiếc thúng của Nhân, khiến anh cùng toàn bộ đồ đạc rơi xuống biển. Giữa biển đêm, sóng lớn chồm tới lật úp chiếc thúng khi Nhân đang trên thúng câu mực. Cố hết sức lật chiếc thúng trở lại nhưng không được, gọi bạn tàu cứu nhưng không ai nghe. Nhân chỉ kịp với được một chiếc phao định dạng và một nửa áo phao buộc vào người trước khi chiếc thúng chìm. Từ đó Nhân một mình bơi suốt 38 tiếng đồng hồ giữa biển lạnh cho đến khi được tìm thấy. Chỉ vì bực tức con riêng của vợ chửi thô tục trong lúc bị thương do tai nạn giao thông, mà cha dượng đã dùng dao ra tay với con riêng lúc giữa đêm. Ngày 17 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường, 39 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, 20 năm tù về tội giết người đối với con riêng của vợ. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Trường bực tức việc thường xuyên Hát, con riêng của vợ và Dê, bạn trai của Hát, dùng lời lẽ thô tục chửi mình. Do đó, Trường tay phải cầm cây nặng, do Trường đang bị gãy chân phải do tai nạn giao thông, đi đến khu vực phía trước nhà lấy một cây dao yếm, đi vào trong nhà chém từ trên chém xuống trúng vào vùng trán, làm cho Hát tử vong. Sau đó, Trường tiếp tục chém liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng đỉnh trái, vai phải, vành tay phải, cẳng, cổ tay phải của Dê. Dê bỏ chạy và truy hô. Chị Nguyễn Thị Yến, mẹ ruột Hát, từ trong phòng ngủ chạy ra thì chứng kiến sự việc. Sau đó, chị Nguyễn Thị Yến trình báo công an. Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Dê là 39%. Nguyễn Văn Trường đi đến công an phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.